đúng rồi, rồi. Thấy máu còn đông nóng này nè, thấy còn cái vết vết máu đó, thì người nhà người ta cũng rửa bớt rồi chứ. Mày biết nấu 3-4 lần nước sôi rồi đổ rồi nước nước sôi rồi nó nó sẽ đổ cho nó tan á, nó cục cục ở đây nè. Dạ, máu dữ vậy chú ha. Trời, cắt như cái ổ gà mà không ra máu cái tù luôn. Con nghĩ hôm qua mà chú chứng kiến ở đây á, chắc mình là rất là khủng hoảng chú ha. Cũng vậy thôi, nhưng mà lúc đó mình chỉ còn gọi là không biết sao mà nói thôi chứ khủng hoảng gì đâu. Dạ. Công an nó tới rồi nó đòi làm hiện trường rồi nó đòi nó cắt rồi nó quay nó làm tù lưa rồi nó mổ bụng nó đòi nó đập đầu nó xé đầu vậy thôi. Quá ghê. Bây giờ tụi con á, có làm đăng tội nghiệp cho mấy cháu thằng này. Giờ đây là mấy mẹ con nè cô chú anh chị. Chị Út à, bình thường á anh Út và anh làm gì? Làm nghề cá văn lưới thả câu. Dạ, làm cá văn lưới thả câu. Chị chắc chị cũng đang mệt đó chị. Dạ. Tụi em chia sẻ một xíu nha, rồi chị để chị nghỉ ngơi nó. Là anh Út văn lưới là cái nguồn tài chính là của anh Út làm. Dạ. Dạ, chứ bình thường chị có làm gì không? Làm hộ ảnh gì đó. Dạ. Lưới một tí, cá đem về cá ăn bán, mà dạ. Bán gì. Là anh Út mắc anh Út là bị là ngày nào chị? Ngày 27 hôm qua. Ngày hôm qua. Dạ. Chị có lúc mà anh Út bị chém vậy đó rồi chị có nhà không? Là nhà, chứ không có với chồng. Dạ. Rồi con có nhà không? Dạ không, con đi làm ở Bình Dương. Con đi làm Bình Dương. Con chị con đi làm ở Bình Dương. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay con 17. 17 chỉ là đi làm chỉ có là thời vụ thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói to mình sẽ cho cô chú khán giả nghe nha. Tại mình nói nhỏ quá sợ nghe cô chú nghe có rõ. Vậy là con làm thời vụ. Chị con là đủ tuổi chưa? Chị con đủ tuổi. Là con hay hồi hôm qua hả? Dạ. Hay xong là xin về luôn. Hay xong là con xin nghỉ con đi về luôn. Sự hoàn cảnh của gia đình của anh Út của chú anh chị thật sự là rất là khó khăn luôn. Năm đứa con. Cái năm đứa con luôn. Con 17 tuổi rồi, chị là con nhiêu tuổi? 18. Rồi à, tới con hả con? Tới thằng này nè. Nhiêu tuổi chị? 15. Rồi tới mấy nữa chị? Nhỏ là 33. Là 10. Nhỏ là 11. Dạ, 13, 11. 2, 18, 19, 15, 13, 11. 18, 19, 15, 13, 11. 18, không có 19. 18, 17, 15. Rất là tội của chú. Cái ngôi nhà nè, cô chú anh chị thấy cái nhà nè. Nhìn quá trời khổ của chú. Bây giờ vậy là nước ngập vô nhà luôn hả? Ngập giờ lên mới giật nước rồi vợ chồng kính rồi cục đất nó vô cao cao. Là cái người chém anh Út á có xích mích gì không? Không, ở số nghiền nghĩ kêu chồng cậu. Là lúc đó là anh Út quýnh ai ý, cái người chém đó là đánh ai anh Út vô can chị? Đánh cũng ở sớm nghiền kêu bằng cậu nữa. Dạ. Mà cái người chém đó đã đánh người ta rồi mà anh Út vô can mà sao mà chém anh Út luôn ta? Ừ. Ngộ. Ngộ dữ à. À, nghe nói là hai người bị hai người luôn. Dạ, thằng kia thì nó lại cấp cứu Cần Thơ. Dạ. Nặng không chị? Năm ăn năm thua đó. Trời ơi. Cũng vậy là cũng thì là cũng là sinh tử rồi. Rồi cũng bây giờ người ta mai lại người ta hẹn là 7 bữa là mổ con phẫu thuật đó. Mổ cái mổ ra chị. Mổ. Cổ nữa, ngay cổ nữa. Dạ. Vậy là cả hai người đều bị chém bị ngay cổ luôn. Dạ. Dạ. Hồi chiều vợ điện về nó mở Út ơi, gan lo cho cậu. Chồng con ba bữa nó mổ lại coi vết thương sao. Chém bằng cái gì mà dữ vậy chị? Đây mã tấu. Cái mã tấu. Chính xác luôn vậy đó. Dạ.
Máu. Lúc đó cái người đó có nhậu nhẹt gì không? Có, người nó cũng nhậu rồi. Chắc là cũng xỉn đó, đúng không chị? Cũng xỉn đó. Chứ trước giờ hình như cũng đâu có xích mít gì đâu đúng không chị? Quá trời. Sự quá trời luôn. Mũi con, mũi chích hả? Ở đây mũi lắm. Dạ, ở đây mới xả lúa nè, mới tại nãy giờ em đi mấy cái nền nhà nó ướt ướt, nhưng mà em không nghĩ là nước nó ngập tới trong nhà của mình luôn. Nó ngập tới đi ngang đường lối luôn đó. Rồi lát bẹ chặt cuối rồi đóng cái bẹ đó đi vô buồn ngủ rồi bữa giờ lủng tủng luôn. Dạ. Là ngày hôm qua mình không có ở nhà thì ai báo cái tin này cho chị biết? Không, dưới trời á. Rồi chị ở dưới trời. Dưới trời. Nhà này. Lúc đó chị ở dưới trời à. Chồng ở dưới trời á, em trên nhà nhà. Dạ, chị ở trên nhà ha. Chị chạy lên. Cầm dao á, rồi tôi mới la làng lên. Mấy anh ơi, nơi bỏ. Mấy đứa nhỏ đó, nó cầm dao kìa. Mà nhào có kịp chứ, trên chả đâu nhào vô la, chồng chết hết. Rồi cha nó nhào, bày đi về. Ngày mốt là mình chôn quá chị. Mốt 3 giờ 11 á mà bữa nay à. Ngày 2 29 mùng 1. Dạ. Không có ngày 30. Ngày mốt có 23. Dạ. 3 giờ chiều mốt. Dạ. Mình chôn mới gần đây không chị? Ở sát sao? Bên là sát bên. Ở Dách Hè. Dách Hè. Thì nó ảnh ảnh thường thường nó nói mà ba má đây rồi ba bên đây, tao chính giữa mày bên, vợ chồng mất mới 7 năm rồi, nó 27 tháng 9, cha nó mất 27 tháng 11. Dạ. Dạ thôi vậy chị nghỉ ngơi đi, chị. Dạ. Nghỉ ngơi đi ha chị, cũng gắng cố gắng lên ha chị. Dạ. Dạ. Thì tụi em cũng mong những cô chú anh chị mạnh thường quân á. Dạ. À, thấy hoàn cảnh của mình à, giúp đỡ cho chị cũng như là năm đứa cháu nè. Dạ. Có thể mà ăn học. Dạ. Dạ. Rồi mấy con còn học không? Dạ, còn. Còn ha, con học lớp mấy? Con học lớp 7. Lớp 7 hả? Có ai không học không? Sao cũng không học. Bé không biết gì còn cười nữa cô chú. Không có biết gì hết, nó rất là nói chung ngây thơ mà, mấy đứa nhỏ mà. Lớn thì biết thôi chứ nhỏ có biết gì đâu. Giống như bé Ngọc Tiên đó bạn. Đẹp, bôi vô mũi á. À, con lo cho mẹ đi nha con. À, chị nghỉ ngơi ha chị. Dạ. À, cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị thương á, mình có thể giúp đỡ cho gia đình của anh Út hay chị, cô chú anh chị. Sự rất là tội luôn cô chú. Những cái con nhà này, tội lắm. Bé thì không biết gì đâu, bây giờ để lại 5 đứa con luôn. Nhà ông ngoại đốt. Là ba của anh Út đó cô chú anh chị. Sự nhìn tội luôn chú. Nhà thì khó khăn. Thật sự rất là khó khăn luôn.
Người bây giờ cô mới chết mấy năm rồi ổng mà nơi rồi chỉ có thằng Út mà là cũng chính với vợ thôi nó rồi bây giờ vậy là ổng giảm đấy giờ không biết nói sao nó hiện tại cũng gái thì cũng đi chứ giờ nếu người ta gục ngã thì con dâu làm sao sáng đêm cho nó khổ lắm. Chú cũng người là dân địa phương ở đây luôn chú đây ở kiếp này nè. Thì mới nghe cái thông tin vụ việc thì của chú cũng chạy qua nhưng mà ảnh qua thì chắc là nó là nói chung là nó rất hiền ở đây chưa bao giờ động phạm tới ai chưa bao giờ quánh lộn quánh lão chưa bao giờ mà cọc cằn với ai nhưng mà tự vì xui xẻo cho nó là nó binh cái thằng cháu nhậu chung với thôi nó mới bị liên lụy vậy thôi chứ thật sự là thằng này không có nói gì mà nó chết rồi, rồi anh còn đau lòng thật ba bốn năm đứa con thì người là rất là đang nguy kịch đó. Bị vết thương là giống như thấy cái cả nút chỗ này mày mấy mày xuống rồi tới máu còn đông nóng này nè thấy còn cái vết vết máu đó, thì người nhà người ta cũng rửa bớt rồi chứ mày biết nấu ba bốn lần nước sôi rồi đổ rồi nước sôi rồi nó nó sẽ đổ cho nó tan nó cục cục ở đây nè trời cắt như cái ổ gà mà nó ra máu cái tụt luôn con nghĩ hôm qua mà chú chứng kiến ở đây á chắc mình là biết là cũng loạn chứ không cũng vậy thôi chứ mình lúc đó mình chỉ còn gọi là không biết sao mà nói thôi chứ khủng hoảng gì đâu. Dạ. Công an nó tới rồi nó đòi làm hiện trường rồi nó đòi nó cắt rồi nó quay nó làm từ lưa rồi nó mổ bụng nó rồi nó đập đầu nó xé đầu thôi. Quá ghê. Quá dữ. Bây giờ tụi con á có làm đăng tội nghiệp cho mấy cháu thằng này thì rất khổ. Nó là rất khổ là lo bằng ăn nhưng mà nó là không có lộn lão gì hết nhưng mà tự vì nó binh người ta nó chỉ không phải binh nhưng mà nó can người ta có lộn nó can người ta mà nó bị liên lụy tụi con đăng lên gọi là để giúp đỡ cho mấy cháu nó năm đứa con nó khổ lắm ở nhà cửa trời thấy khổ tôi nó thiệt trong quê mình đồng phòng mình đi làm chú cũng là mong muốn là tụi con chia sẻ để giúp đỡ cho anh ha rồi vậy buổi sáng rồi buổi chiều phải về lai ra anh chút đây là anh chút nhưng rồi tối nó đi nữa nó khổ lắm anh thiệt hai bên sụp giờ lưới đóng đóng ở dưới rồi nó khổ vợ nó cũng khổ nó nói hầu đó giờ được ông mà có vợ cho vợ đi mặn mà vợ đi mặn tối ngày sáng đêm dưới nước nó khổ phụ nữ mà cưng muốn chết nhưng mà nó vợ nó vẫn đi mần với nó mà con ly chưa nó chết nhà thì tao nói đất nó lá nè không có chỗ kính đâu mũi nó nguyên cái nhà là bự nè rồi vợ nhà nhỏ thấy khổ không mà tội nghiệp cho nhỏ chỉ có can ngăn thôi mà nhỏ bị vậy can không mà xảy ra can thôi ơi chỉ nhậu chung thì thường thường đi kép lưới về đây nhậu nhậu xong rồi nhậu bu lên nhậu thì nó là nó nghèo nhưng mà thật sự là nó rất vô tư ai tới nhà nó cũng tiếp đãi hết đó. Tiếp đãi cho đã rồi cái cãi lộn rồi nó thấy nhậu nhà nó ra nó can rồi nó bị ảnh hưởng mà vậy nó là nó liên can nó chỉ can người ta thôi mà nó bị ảnh hưởng vậy bây giờ vợ con nó khổ vậy đó. Chú nghĩ là cái vụ việc mà xảy ra như vậy đó là chắc có mình trong mình có rượu đồ mới xảy ra thì cũng có rượu nói chung là cũng có rượu nhưng mà có cái thì cái tính của mày ví dụ mày tao nhậu chung với mày đi cãi lộn với thằng kia tao phải là tao can tao đâu có biết mà tao là tao can mà tao bị liên vậy là vậy biết chú vậy là không ai can che chú ha vậy chuyện ở ngoài mà ảnh ra anh can ngăn thôi mà ảnh chịu anh chịu nó bây giờ nó khổ là như vậy con cái nó khổ gia đình nó khổ là như vậy vậy tội nghiệp cho nó nghèo mà ví dụ như mấy thằng nghèo ưa vậy đó thấy ai cãi lộn hay ấy này kia nọ là binh không phải là binh là can can rồi mày đừng quấn lộn mày cái nọ ấy chú gặp cùng nạn. Gặp nạn bây giờ chú lại đây lâu chưa chú lại nào chiều tới giờ lắm lại thấy gia đình như vậy cũng lại chia buồn với gia đình nghe chú ha ok cảm ơn chú cảm ơn chú nha mấy đưa tên lên TV luôn hả vậy mày chú nhớ đón xem nha đây là cái hiện trường dạ đây là cái hiện trường nơi xảy ra cái sự việc đau lòng á cô chú anh chị nghe cái này thì khi thật sự mà nhìn vào cái hình ảnh của anh Út thì nói chung là rất là thương rất là tội luôn thì
chú nằm ngay trên cái đầu, phần đầu thì nằm ngay trên cái người của người vợ của chú luôn. Thì khi mà cái sự việc xảy ra thì mấy đứa nhỏ thì con của chú cũng vẫn đứng ở đây nè cô chú chị. Thật sự đó là cái nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của mấy cháu luôn. Đó thì Thủy nghe là khi mà xảy ra sự việc rồi thì cũng nằm ở ngoài đây mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng chờ để mà bên cơ quan chức năng họ vào họ làm việc đó, rồi mẫu tử thi này kia rồi mới bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho chú đó, cô chú anh chị. Nó chưa có sớm gì nó được, nó không có cái nó với ai đâu, nó thương chị em, nói chung chị em mà nó thương dữ lắm. Mà cô về đây cô có nghe cô hay tin là ai là chính tay ra tay với anh Út không? Nhưng mà cô cũng lại nói về là thằng con của người chị thứ hai, cô chưa sớm gì thôi chứ cũng không chính xác gì mới về cho hay, rồi buổi sáng cô mới về thôi, cô không có chính xác. Nhưng mà trước mắt là những người ra tay, những hung thủ là bắt hết rồi đúng không ha? Mà nó không có chính mít thời đó tới giờ, không chính mít cũng như là dặn hận không chính mít thì sao mà nó không có nghĩ sao mà sao kỳ vậy ta, không chính mít vậy chơi mà sao ra tay gì chứ. Bản thân anh cũng không phải mà kiểu mà ăn vậy hay là không đúng rồi, đúng rồi, nói chung là hết chân là không có phải làm quá sớm luôn đó. Nó rất thương chị em cô ấy, nè cô đi mặn nè khỏi về đi thành phố về, nhưng mà đồ ăn đủ rồi là lo cho nó lo hết, là chứ ơi chứ đi khổ rồi chị em vậy lo cho chị ăn uống rồi đó, không không có ra luôn á, nó khổ thì chứ không có ra. Không thấy toàn đường là anh Út ảnh đi làm, anh đi dặn hai anh đi cá lóc, hai chồng cùng làm, cô cho chú rồi năm đứa con nữa, thấy cực cơ cực quá. Bây giờ ảnh làm cái mà lao động chính trong nhà, giờ anh mất đi không biết rồi, vợ đang ở đúng rồi. Chứ không phải vợ mình thật yếu đó nha. Vợ nó nói chung là nó được biết chân mà vợ bây giờ vậy là giờ chị gục ngã chị nằm đâu luôn rồi. Ông nội khác nha, rồi ổng mà nên rồi chỉ có thằng Út mà là nó là đụng chính với vợ thôi con nó, rồi bây giờ vậy là ổng giảm đấy, giờ không biết nói sao, nó hiện tại cũng ráo mượn đi chứ giờ nếu người ta gục ngã thì con dâu rồi làm sao. Đó thì ông nội ba của anh Út á cũng ngồi đây từ lúc chiều tới giờ luôn cô chú anh chị. Đó thì rất là tội cho ông luôn. Đây là cha ruột của anh Út nha cô chú anh chị. Thì nay nội bao nhiêu tuổi rồi nội? Nội bao nhiêu tuổi rồi? 77 rồi, bước qua tới 78 rồi. Dạ, 77, 78 rồi ha. Thì rất là tội luôn. Thì anh Út thì ra can hai cái người đang mà tự cãi với nhau á, thì vô tình ảnh ra ảnh can thì không may á, thì lại chính là cái nạn nhân trong cái sự việc này á, đúng chị. Cái này là cũng như mà nói là này như tới 8 người. 8 người ha. Con với hai vợ chồng. Dạ. Tôi, 5 đứa con, hai vợ chồng anh Út, với lại là ông nội đúng không? Con thấy cái nhà này ngăn lên làm hai bên là ông nội ở bên hay sao không? Không có ngăn, có cho con nhỏ gái. À, vậy là con mới lại đến thôi nhá. Ở bên đây, mấy anh gia đình ở cái nhà. Bé này là bé lớn của anh Út hả nội? Bé lớn đó hả? Đó là thứ ba. Dạ, nhỏ là mấy trai mấy gái không? Ba trai hai gái. Ba của anh Út hôm nay cũng đã 77, 78 tuổi rồi cô chú chị. Thì nói chung là anh phải nuôi hết tất cả gia đình, năm đứa con với lại ông nội nữa. Đây là bé áo hồng là đứa con gái lớn, còn bé áo xanh đó là bé thứ ba.
chi nhiêu anh? Chỉ có 2 thôi. 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 2 thôi.